Alo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Vô Tặc Dinh Mi của mình. Rồi thì hôm nay là một một buổi sáng thứ sáu, một buổi sáng thứ sáu rồi. Thì một tuần thật sự là trôi ra rất là mau, mới quay đi quay lại thôi mà cũng sắp tới ngày chủ nhật đó rồi. Mình cũng sắp sửa lại ra lò những cái clip trả lời câu hỏi nữa rồi. Cứ cuối tuần chủ nhật là mình sẽ ra clip trả lời câu hỏi thôi. Cho nên các bạn nếu có câu hỏi gì thì các bạn có thể comment hỏi mình để mình tổng hợp mình trả lời luôn nha. Thì các bạn có gì không biết thì có thể hỏi, tò mò có thể hỏi, mình cái gì biết thì mình sẽ trả lời. Ok, thì xem clip cũng nhớ like, share, subscribe đăng ký kênh như là click vào quảng cáo ủng hộ mình nha các bạn. Đó, từ giây phút này thấy quảng cáo thì hãy click vào ủng hộ mình nha. Đó, còn hôm nay thì mình sẽ nói về một cái ạc bên server 568play.vn. thì server này thì thật sự rất cũng giống y chang Vô Tặc Dinh Mi thôi, nhưng mà nó chỉ khác là 568play.vn thôi. Thì có một bạn trên Facebook là Lâm Trần Thanh, chính xác là Lâm Trần Thanh, bạn ở trong một cái ạc này. Thì nói chung là cho bạn lên TV, thì hình như là bạn ấy mình cũng cho lên TV một lần rồi, thì bây giờ coi như mình cho lên lần hai luôn nha. Mình sẽ không đưa cái Facebook lên, thì mình chỉ nói tên thôi, chứ thật sự cũng rất là nhiều bạn đi hỏi mượn nick rồi hack nick rồi, rất là nhiều vấn đề nữa, cho nên mình sẽ không đưa Facebook, mình chỉ đưa cái ạc với nói cái tên thôi. Cái này là cấp 163, hơn mình hai cấp thì sao á. Tên là Tới Yêu Cậu, lượt chiến này tầm 2 triệu. Thì giờ mình sẽ xong cho các bạn một số cái kiểu của nick này, nói chung rất là ngon. Ví dụ giờ đầu tiên là hệ thống tinh linh, bạn ấy mua tới 5 con đinh nữa bạn, 1 2 3 4 5, 5 con. Giờ nhờ bạn thì mình cũng biết, ui giờ mê tinh linh đi vòng vòng chưa các bạn, ui đi vòng vòng đấy, bạn thấy những cái đốm sáng này đi vòng vòng đấy, thì nhờ bạn mình cũng mới biết được là hệ thống tinh linh tối đa full là 5 con. Đây, tối đa là 5 con các bạn, không thể nào mua được con thứ sáu nữa. Ui, bạn này thì cũng rất là có điều kiện, mua tới 5 con đinh xài luôn, rất là ngon. Rồi nói về hải hồn, về những cái chiêu học được của bạn ấy, thì hiện tại bạn đang học tới cung tờ Tsukimi gì đây. Cái chiêu này là tô ghe quang nhuệ, bạn ấy đang học là cái chiêu này là kỹ năng nổ, đánh bằng ma khí, là đầy gai góc, đường tế máu, thử luyện của nổ khí, lần lượt gây sát thương một lần cho mục tiêu phía sau, phía trước, phía sau, mỗi lần tấn công giảm mục tiêu 15 nổ. Ôi, một cái skill cũng khá là ngon. Bây giờ mình sẽ xem nha, tô ghe quang nhẹ đúng không? Rồi giờ mình tìm cái tô ghe quang nhẹ, có vẻ cũng còn khá là xa. Ủa, đây tô ghe quang nhẹ đây bạn ấy, sau khi học được cái chiêu này xong thì chỉ còn 2 chiêu nữa thôi. Đây, còn đúng 2 chiêu nữa là bạn ấy sẽ full cái hệ thống hải hồn này, thật sự cũng rất là ghê. Nhạc này thật sự rất là nhiều cái ghê gớm đó bạn, nãy mình nhận trong cái mua vàng mà cũng được 2000 vàng nữa đấy. Nói về bet đi, vô bet coi thế nào. Rồi bet thì có con tê giác kẻ nước mũi, con rat và con kashigami đấy. Còn về bet cửa thì bạn ấy cửa con sư tử nè, sư tử đâu đây, rất là ghê đó bạn. Ôi, có cả con rồng này nữa nè. Con bet thứ hai bạn ấy có là con dịch caro gì đây đấy. Con bet thứ ba là con rồng, ui rồng rất là dữ dằn đó bạn, có cả gai với khủng long á. Đây có cả con cá ngựa này nữa. Và bên đây thì có thêm một con dịch này được trí tuệ. Đây, tổng cộng là máy có 1 2 3 4 5 con, cũng 5 con, đi chen cho tinh linh luôn. Ôi, số 5 có vẻ rất thích hợp với bạn ấy. Rồi tiếp theo là về nhân vật chính hả? Nhân vật chính thì nếu mà mình đeo full đồ vô thì nó sẽ cái này lên được 3 dòng S chờ nữa bạn. Đây mình sẽ đeo vào, chủ yếu là cái thời trang thôi. Đây nó sẽ lên 3 dòng S nè các bạn, hệ số rất mạnh, giá quậy 7 sao cũng rất là nhiều đó. Vậy lật qua vậy, để clip này mình giao nick bạn để coi như mình cũng test bụng tướng đi. Giờ mình sẽ test cái con Nami, đây là Nami sau khi đã haki rồi nha các bạn. Đây là Nami sau khi đã haki rồi, hình dạng là như thế này đó. Ngoài ra mình cũng sâu thêm một số chát quậy của bạn nữa, như là trái viên sáp, trái bắp hả. Đấy, ngoài ra hàng lao có trái tuyết quái, hổ đen với cá mập xanh lớn. Rồi bo thì không có trái nào 7 sao cả, có trái này trái chân
chứng âm gì đây mình không có rõ. Trái này toàn trái lạ không các bạn ơi. Thanh niên bà rút này thì đeo trái vỡ vụn ghép với thôi miên, trái tiếng quái nữa và trái rồi giờ mày là trái cũ. Tuyệt vời, thật sự là nick này cũng rất là ngon ấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ test cái con Nami, con Nami Haki. Sau khi Haki lên thì giờ mình sẽ coi vào Haki để mình coi chia chắc cái con tướng Nami nha các bạn. Một ba, ok. Vậy cho anh mượn nick kéo test thôi. Đây Nami đây. Rồi đây là dạng đầu của Nami, có nghĩa là cầm một cái trượng dài khá là dài ra trên vai. Sau khi Haki lên thì để tiết kiệm sức lực cái dao thì cầm cái gậy ngắn hơn chút. Mặc đồ thì có vẻ như nó sai sai ở chỗ này, có nghĩa là cái quần á thì lúc đầu ngắn nhưng mà sau khi Haki lên thì mặc quần dài, nhưng mà cái áo thì, lúc chưa Haki thì áo rất là kín đáo, nhưng lúc sau Haki thì lại nhìn rất là hở hơi. Tóc thì có vẻ như xõa ra đấy. Hình dạng thì có vẻ cũng không thay đổi nhiều đâu các bạn, chỉ có khác là cầm cây gậy với một số thời trang thay đổi thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ test Nami trong One Piece, thì trong băng mũ rơ mình thực sự cũng chưa test bao giờ con Nami rồi. Rồi giờ mình sẽ test cái con Nami Haki này nha, xem coi nghe chỉ ấy là điều khiển thời tiết hả, có thì chiêu sấm sét gì á. Đúng rồi, sấm sét, gọi là sấm sét. Rồi giờ mình sẽ tìm pháo bạn mình chiến. Giờ phải đánh ai đây ha, đánh này không lại đâu quá, mình lùi lại xa chút đi. Akeno lại không biết. Rồi mình vào Akeno nha, một ông nham thạch, mình sẽ đánh thử xem sao. Rồi không biết thắng hay thua nhưng mà mình sẽ đánh để lấy chút hồi hộp đi đó. Mình lận khá nhiều, giờ giọng mình nó cũng bị khàn khàn rồi. Bởi vậy mình rất là chịu khó là clip các bạn xem nó khàn cả tiếng này, cho nên các bạn ủng hộ mình nhiệt tình nha. Like, share, subscribe, đăng ký, như click vào quảng cáo ủng hộ mình nhiệt tình đi. Dạo này lượng subscribe khá là ít. Rồi vô nè. Ui à, làm gì? Rồi chiêu đầu là chỉ tung ra một cái gậy rồi có cái lốc xoáy hút đối phương đi, nhưng mà mình thấy chả hút được gì cả, xoay xoay thôi, nó chỉ xoay xoay chứ chả hút được. Rồi ông Akeno nổi điên rồi kìa, ông đóng cái chết mất Mirela luôn. Rồi chiêu nổ là gì đây? Rồi đúng là điều khiển thời tiết, một đám mây trên đầu rồi nó đánh sấm sét xuống, rồi khiến cho mục tiêu bị cái đầu lâu vậy là không thể được trị liệu nha các bạn. Đấy, đây là chiêu của Nami. Thật sự là con Nami này là một cái con mà nói về cái lĩnh vực giảm nộ nó làm chùm luôn các bạn ơi. Rồi có một cái câu huyền thoại mình đặt cho nó, là có nghĩa là ai đứng trước mặt nó sẽ không bao giờ mà có nổ được. Nó là cái câu đặc biệt dành cho nó. Đấy, bây giờ thì ông Akeno đã bị mình chơi cho chiêu choáng ông Ken huyền thoại rồi. Rồi lốc xoáy hút người nè. Lốc xoáy nè, không cuốn được ai cả nhưng mà giảm nổ rất là ngon. Wow, chiêu gì vậy? Ông này cũng biết cái chiêu một giọt nữa. Ui, học theo. Rồi là mình đánh được có một giọt, đánh lòng được hai giọt. Wow, ui à, ông Akeno này đuổi ai Akeno giảm rồi. Akeno giảm rồi, bây giờ thì sấm sét giật cái dẫn tóc luôn, thành tóc đuôi gà luôn. Ông Akeno này cứ giảm các bạn ơi. Akeno của mình đánh 4-5 lần sát thương nữa mà ông Akeno này chơi được có lần nhâm thạch rồi. Ui cái thằng này là nguy hiểm nè, cái thằng này nó có chiêu toàn bộ đồng đội một giọt nè, nó phải giết nó. Rồi giảm nổ nó đi, nó đừng có cho nó có nổ. Ông Ken của chúng ta nãy giờ là ông đang hành hạ Akeno các bạn, đang cho Akeno ăn hầm. Nãy giờ choáng với một giọt riết à. Đây các bạn thấy không, chơi được có một lần nè. Còn những cái lần nhâm thạch khác có vẻ như anh không có đủ tiền để thuê máy bay thì phải. Ui à, cú đấm chó điên thì có thiệt ấy, nhưng mà về lĩnh vực kêu trực thăng phóng nhâm thạch xuống thì không có. Rồi năm mây có nội nè các bạn, leo rồi sấm sét giật sợn tóc gáy luôn mà chỉ được có một giọt thôi. Bọn này nó lợi hại quá. Thôi không sao, thua cũng không sao cả, mình chủ yếu là test tướng thôi. Biết vậy mình mang đồ cho thằng chính cho nó chém cho bọn này nó toi mạng cho rồi. Giảm nổi rất là ngon các bạn,
giảm một cái phương rồi, thành ra là giảm thêm hai đồng đội bất kỳ nữa. Đấy, năm nay của chúng ta vừa xinh đẹp mà vừa skill khống chế đó mà ngon, khống chế về nổ khí. Rồi, mà cái nổ lại có nổ rồi kìa. Ui, được ba quả. Được ba quả chết được con. Nãy giờ điện của mình giật chết được con à. Năm nay yếu quá, mà khí nó hơi yếu một chút hay sao á. Mình thấy tám mấy phần trăm mà cũng khá yếu. Này mấy haki thôi, nó thì thuộc sở trường là khống chế thôi chứ đam thì không bao nhiêu cả. Đấy, ông Akano nãy giờ mình thấy bị ăn hành riết nha, mà ăn hành nhưng mà ống máu của ông vẫn còn đang nguyên si nè, chưa có thấm gì cả. Ui, ông Ken đau lần 18k gãy ngứa hay lắm, nhưng mà chính hoàn toàn tà đấy. Một giọt, wow, một giọt hay quá, một cái skill cực đẹp luôn bạn ơi. Ông Ken búp cho Nami rồi, chính cũng có xong, toàn bộ bên đây cũng búp một giọt luôn. Ui, đây là một cái trận hình từ trước tới giờ mình đi mà chưa có cái trận hình nào mà nó một giọt khủng khiếp vậy á. Đó, bởi vậy lâu lâu mới có một cái trận hình đẹp thì các bạn phải like share mạnh cho mình, click quảng cáo mạnh cho mình luôn. Để ui, nhân vật chính bên đây cũng chỉ mới cái vòng xoáy màu vàng thôi các bạn ơi. Đấy, một giọt làm gì, búp cho cả Nami nữa là quá ngon rồi. Rồi làm gì, thôi thì thôi chứ gãy ngứa gì. Những quả nhâm thạch này là nhâm thạch dởm rồi, tăng ngàn độ xe luôn. Ông này có 100 độ xe, ông nấu nước sôi quen rồi, giao nhâm thạch ông cũng có 100 độ xe. Rồi một cái trận hình đi khá là lâu rồi các bạn ơi, 17 lượt rồi mà chưa có ai phân biệt được thắng thua cả. Nãy giờ tan là cái trận hình gì không, mà nó cứ một giọt khiên đâu bút hoài không biết. Rồi một giọt hả, ui ngon ngon ngon. Anh đầu bếp này có vẻ ham ăn quá nên đập sau đập nồi sớm quá nên bị mất cái hiệu ứng một giọt. Làm sao mình cứ đâm tà nó cũng chết rồi. Đây thằng này sắp chết rồi nè các bạn, thằng này sắp chết rồi, con này bị Nami phao riêng cũng chết rồi. Ui là Nami chết queo luôn rồi, vừa nói xong rồi trận hình mình thua chắc rồi, mình chắc chắn là thua rồi. Chuẩn bị tụi nó đam chính của mình chết xong nó giết ông Ken này quá dễ dàng. Ông Ken này là trận hình là đồng đội mình vào thay thế. Ai chết rồi, vừa nói xong chết rồi, đâm cái chết queo luôn. Thế à, đó ok, không sao, mình vừa đi được một cái trận hình nó rất là đẹp, toàn là khiên một giọt không các bạn. Rồi cũng như là mình test sơ về cái con Nami thôi, con Nami này thật sự rất là nhiều bạn biết skill rồi cho nên mình test ít thôi, không có test nhiều. Bây giờ mình mang lại cho lao cũ đã, chứ mình cũng chơi ạc người ta mà, mình đâu có thể nào phá hoại được, mình phải đổi sao thì mình phải mang lại y chang lại cho người ta chứ, đúng không các bạn. Rồi giờ mình sẽ mang lao vào. Sao con Mirella lại nằm đây nhỉ? Mirella này là mình truyền đồ cho ai ta, hình như là Jumper. Rồi ok, đó. Ủa có mang rồi hả ta, con Nami là lấy của ai hè, mà rút hay sao á. Ông con Nami đổi cho này rồi, vậy là bà rút và bà rút chưa mang gì mà mang vô lại thôi. Ok, chắc bà này cũng không có chơi nè, còn ai nữa ta, mình cũng không nhớ bạn ấy chơi thằng nào nữa chứ. Coi con bo, đúng rồi con bo, đúng rồi con bo, anh bo, chị bo của chúng ta lên 2 triệu không, chưa được 2 triệu mà. Ôi nhân vật chính chưa đeo này chi, ok mình đeo vào sẽ được 2 triệu thôi các bạn. Lên à, lực chiến nhiều do hôm mà vô thấy bị rất lực chiến mà chửi mình đó. Đấy lên 2 triệu nữa các bạn, ấy một cái lít phải nói là khá là ngon đó các bạn đó. Ok rồi thì mình giờ cũng dừng clip để thôi. Ok, mong các bạn xem clip mình, ủng hộ mình nhiệt tình like share subscribe cái kênh cũng như là click vào quảng cáo ủng hộ nha các bạn. Rồi ok, mình kết thúc clip đây thôi. Test Nami thì sơ thôi, chủ yếu là sau một cái nick mình thấy nick này rất ngon, mình sâu lên rồi cho lên VV lần 2. Bạn này chắc là lần 2 rồi. Rồi ok, mình tạm biệt các bạn nha.